Xin chào tất cả mọi người, hôm nay Ân sẽ giới thiệu cho mọi người một cái mẫu đàn đến từ thương hiệu Yamaha với model là P60. Và mẫu đàn này thì không xa lạ với tất cả những bạn mà mới học tập rồi. Cây đàn này thiết kế nhỏ gọn và đáp ứng đủ tính năng học tập cho tất cả các bạn ha. Và có một cái điểm đặc biệt mà các bạn xem đến cuối clip mình sẽ bật mí, một chức năng mà tất cả mọi người đều tìm kiếm. Bây giờ xin mời tất cả các bạn cùng theo dõi nhé. Vừa rồi các bạn đã quan sát cận cảnh về Yamaha P60 với cái thiết kế rất là đơn giản ha các bạn ha, nhỏ gọn, thuận tiện cho các bạn nào có cái không gian nhỏ, các bạn sinh viên đang ở phòng trọ chẳng hạn vậy, thì các bạn có thể đặt một cây đàn như thế này để về luyện ngón. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu chi tiết về cây đàn này ha, hoạt động, tính năng và chức năng của nó ra sao nhé. Đầu tiên là cây đàn này sở hữu phím GH, là một cái loại phím thế hệ mới của Yamaha và có độ bền rất là cao, cũng như là cái độ nảy và lực phím cũng rất là chắc chắn và tốt. Bên cạnh đó, Yamaha đã trang bị cho các bạn một vài tính năng cơ bản nhất để học tập là thay đổi bộ voi này, các bạn có thể thêm reverb cho đàn này đó. Và quan trọng nhất là các bạn có một cái chức năng ẩn ở trên phím đàn, đó là chức năng transpose, có nghĩa là chức năng tăng giảm tông khi mà chúng ta đệm hát. Và chức năng này thì rất nhiều bạn cần, và chút xíu nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn để có thể thay đổi cái transpose đó. Đầu tiên chúng ta hãy nghe thử một đoạn demo của cây đàn Yamaha P60 này ha. Ở đây chúng ta có thể thay đổi cái bài hát theo cái sở thích của chúng ta, là nó có một cái ký hiệu ở preset song đây, ký hiệu preset song ở ngay ở trên cái mặt đàn này, các bạn có thể nhìn thấy. Và nó kết thúc ở phía dưới đây ha. Các bạn có thể thay đổi tùy chỉnh. Thì cái cách mà để thay đổi tùy chỉnh đó chính là chúng ta giữ demo, chúng ta nhấn giữ nút demo, sau đó chúng ta chọn cái khu vực, cái bài mà chúng ta muốn. Trang bị cái âm thanh rất là hay, hai cái loa thì nó nằm ở phía đằng sau, có nghĩa là khi chúng ta áp vào tường thì cái âm thanh từ loa ra tường nó dội lại, nghe cũng rất là hay ha. Rồi bên cạnh đó, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về bộ voi của cây đàn này ha. Bộ voi của cây đàn này thì chúng ta gồm 10 voi khác nhau. Rồi bây giờ cái cách thay đổi bộ voi cũng như là cách thay đổi cái demo vừa rồi đó, chúng ta nhấn giữ nút voi, sau đó chúng ta chọn cái phím đàn tương ứng với cái tiếng mà chúng ta đang muốn tìm, ví dụ như string. Rồi chúng ta quay trở lại thì chúng ta chỉ cần nhấn voi và nhấn giữ vào cái phím piano là quay trở lại. Chức năng tiếp theo của cây đàn này đó chính là chức năng chúng ta có thể thêm reverb, hiệu ứng không gian vào trong tiếng đàn piano. Mặc định tiếng đàn hiện tại bây giờ nó đang khô lắm ạ. Đó, hiện tại bây giờ nó đang khô. Bây giờ chúng ta có thể nhấn giữ phím voi, cái nút voi, và sau đó chúng ta bắt đầu
tính từ đô 1, đô 2, đô 3. Nốt đô 3 ha, nốt đô 3. Đó, bắt đầu các bạn thấy nó thay đổi này. Rồi tăng lên. Rồi tăng lên nữa. Rồi tăng lên nữa. Và bây giờ chúng ta có thể tắt chức năng reverb đó ở nốt mi đây luôn ha, nốt mi kế nốt đô 3 đó. Đó, quay trở lại lúc ban đầu. Thì cái chế độ reverb của cái đàn này nó gồm bốn chế độ, đó là room 1. À, room là chế độ căn phòng, hôn là hội trường, hôn 1, hôn 2 và stay. Đó là nó có 3-4 chế độ reverb. Các bạn có thể tùy chỉnh khi mà chúng ta học tập, tùy vào cái bài hát mà chúng ta cần chơi ha. Bên cạnh đó thì cái đàn này tích hợp các cái cổng ở phía đằng sau, như lúc đầu video mình đã quay cho các bạn, đó là một cổng headphone nè, một cổng gắn pedal nè, pedal rời, và một cổng MIDI, để kết nối với máy tính, và không thể thiếu đó là cổng nguồn. Và nguồn của cái đàn này đó là nguồn 12V ạ. Một tính năng nữa đó là treble, là một cái tính năng mà tất cả các bạn chơi piano mà thiên về đệm hát á, các bạn sẽ tìm kiếm cái chức năng này nhiều ha. Và cái chức năng này cũng được ẩn trên phím của cái đàn Yamaha P60 luôn. Và cái cách mà để chúng ta điều chỉnh nó như thế nào thì bây giờ các bạn làm theo như mình ha. Ở đây chúng ta sẽ bắt đầu giữ nốt la này, nốt la ở đầu đàn, và nốt đô thăng ở đầu đàn. Đó, sau khi chúng ta giữ hai nốt này rồi thì chúng ta có thể thay đổi bằng cái nốt đô số 4 này. Bắt đầu tính là 1, 2, 3, 4. Từ nốt đô số 4 chúng ta lên nửa cung, nửa cung, nửa cung, nửa cung, hoặc là đi xuống nửa cung, nửa cung, nửa cung. À, bây giờ chúng ta cùng nghe cái hợp âm đô trưởng lúc ban đầu đúng tông đã nha. Rồi, và bây giờ mình sẽ bắt đầu thao tác. Các bạn chú ý ha. Từ đây là nốt la và nốt đô thăng. Rồi, chúng ta nhấn giữ nha, nhấn giữ. Sau đó chúng ta tăng lên dần này. Mình tăng lên nửa cung nhé. Rồi, bắt đầu thay đổi này. Rồi, bây giờ các bạn muốn trả về thì các bạn nhấn giữ la và đô thăng. Sau đó chúng ta trả về nốt đô số 4. Tương tự như vậy, các bạn muốn tăng lên bao nhiêu cung, giảm xuống bao nhiêu cung thì các bạn cứ tính từ đây đi lên đây, từ đây đi về đây. Vừa rồi là một vài tính năng cơ bản của cái đàn Yamaha P60, và cái đàn này đang được bán tại Ân Music. Các bạn nào đang có nhu cầu tìm hiểu về đàn hay là mua đàn thì hãy nhớ ủng hộ cho mình. Và đừng quên nhấn like, subscribe cho kênh của mình ngày càng phát triển nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo.